sự dốt nát của con người không đáng sợ. Cái đáng sợ nhất đó là dốt mà không biết mình dốt. Cái đó mà thực sự là đáng sợ. Cái đó là đáng sợ hơn nhiều. Cái sự học bình thường, sự học bình thường là giúp những gì mình đã biết, học xong mình biết thêm một tí nữa. Đó là sự học bình thường. Còn một cái sự học khai sáng thì nó khác hơn nhiều. Sự học khai sáng bao giờ cũng là sự học vĩ đại nhất trong đời của một con người. Sự học khai sáng nó không giúp con người ta biết thêm những gì mình đã biết, mà giúp người ta nhận ra những gì mà mình không hề biết gì cả, mà tưởng rằng mình rất là hiểu biết.